Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà đến với Hoa Lan Hoa Trăm Tuổi. Với hai số hotline cực kỳ là quen thuộc luôn: 0708999879 hoặc 0767114111. Vâng, cả nhà ơi, thì hôm nay chúng em vào vườn cây hoa đẹp tuyệt vời đã quay cho cả nhà xem, thì cả nhà thấy không? Nó rộ rất là tuyệt vời như thế này, thì đừng rề màn hình, chúng em sẽ quay chi tiết cho cả nhà xem nha. Let's go. Dạ, kính thưa quý anh chị thân mến, thì hôm nay tụi em vào một cái khu vườn rất là hoa, rất là đẹp luôn. Đó, trước màn hình của quý anh chị đó là cái loại hoa có tên rất là đẹp luôn, cả nhà, thanh xà nghe cả nhà. Đó, tên đẹp mà hoa cũng đẹp luôn nghe cả nhà. Wow, rất là tuyệt vời luôn, đúng không cả nhà? Cái mặt hàng thanh xà này nè cả nhà, đặc biệt là hoa nở quanh năm luôn. Quý anh chị nào mình có nhu cầu mình trang trí những cái khu du lịch đó cả nhà, cho khách chụp hình nó sẽ tạo những cái hình ảnh rất là bắt mắt luôn cả nhà. Mà giá thành của cái mặt hàng thanh xà này nè cả nhà rất là rẻ luôn. Đó, cho quý anh chị là mình có nhu cầu mình trang trí những cái sân vườn nè, mình trồng theo luống hoa hoặc là mình trồng dọc đường đi lối đi nè của khuôn viên biệt thự cũng vô cùng là sang trọng luôn, đúng không chị? Đó thì cả nhà ơi, đặc biệt luôn thì hàng cây hoa xanh thanh xà này thì nó rất là ưa nắng luôn cả nhà, với khí hậu nắng hạn trồng dễ trồng, dễ săn sóc và có hoa quanh năm, với cái màu hoa là màu trắng xanh nè cả nhà, rất là đẹp luôn, mà giống như màu xanh biếc đó cả nhà, rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Nếu mà quý anh chị tưởng tượng đi, trong cái công viên của nhà mình mà có nguyên một luống hoa thanh xà đẹp như thế này, nở rộ như thế này, có thể là quý anh chị có thể là say nắng với hoa luôn cả nhà, không thể nào ra được luôn cả nhà. Wow, rất là đẹp luôn hả chị ha. Mà đặc biệt là cả nhà thấy không, một chậu như gì nè cả nhà, nó rất là say hoa luôn, nó rất là nhiều hoa luôn đó. Mình trồng thêm những cái luống đó cả nhà, nó tạo một cái luống hoa đẹp như này, nó rất là bắt mắt luôn và vô cùng là sang trọng luôn nha cả nhà. Wow, cả nhà ơi, thì cả nhà thấy cái mặt hàng cái hoa thanh xà này rất là đẹp đúng không? Thì mình trồng, mình trang trí tiểu cảnh những cái homestay, những cái resort thì rất là tuyệt vời. Và đặc biệt thì giá thành rất là mềm luôn. Thì quý anh chị con gì ngần ngại mà không gọi vào hai số hotline quen thuộc của anh ha, 0708999879 hoặc 0767114111 với cả nhà. Wow, rất là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà ơi? Thì ngoài cái mặt hàng thanh xà hôm nay chúng em quay cho các anh xem, tụi em còn cung cấp một số mặt hàng cây kiểng cỏ hàm khác, hay là những cái mặt hàng cỏ hãm, cỏ nhung nhược sa đéc, cỏ lá rừng ta, cỏ lá rừng thái, cỏ xiên chi, cỏ đậu phộng và tất cả các mặt hàng cây phong thủy nè, như là hồng môn, huyết môn nè, lan ý nè, rồi những mặt hàng tre như là không khí nè, rồi rất là nhiều chủng loại hàng luôn cho cả nhà ha. Hồi mình lựa chọn mình trang trí những cái góc nhà nè, hay là những cái khuôn viên sân vườn biệt thự của mình luôn. Đó thì cả nhà ơi, cái màu hoa thanh xà này á cả nhà, thì bên em có hai màu nha cả nhà, màu trắng điểm hồng biếc nè và có màu xanh đậm luôn. Này để em quay cho cả nhà coi cái màu xanh đậm nha cả nhà. Đó thì tiếp tục thêm một cái màu của màu cây hoa thanh xà cả nhà. Đó, cái màu xanh này là màu xanh biếc nha cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Một cái bông hoa như vậy là năm cánh nha cả nhà, màu bông hoa rất là chùm luôn. Wow, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Nhìn cái màu xanh biếc mà em thấy là em mê luôn cả nhà. Wow, rất là tuyệt luôn hai cả nhà ơi. Đặc biệt là hàng này rất là sai hoa luôn cả nhà, dễ trồng, dễ chăm sóc mà giá thành thì cực kỳ là ok cho cả nhà luôn, quá là xuất sắc luôn. Thì còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay đến anh Hoa, 0708999879 hoặc 0767114111. Thì đặc biệt cái cả nhà hàng thanh xà này là cả nhà mình có thể trồng bồn hoa, luống hoa là cũng rất là đẹp luôn. Nên một khi mà nó lên rộ cả nhà, nó sẽ cho mình những cái bông hoa năm cánh xòe ra rất là đẹp luôn, chùm luôn. Nó mang sự may mắn, tài lộc cho gia đình mình luôn. Wow, rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? Nếu mình trồng công viên, biệt thự, homestay, resort mà có những cái luống hoa thanh xà nổi bật lên nên cái công viên của mình rất là đẹp luôn. Và nhất là những cái anh chị nào mà mình mê hoa đó cả nhà, thì không thể nào bỏ qua được cái sản phẩm hoa thanh xà này cả nhà, rất là đẹp luôn. Rồi cả nhà ơi, thì nãy giờ chúng em cũng đã quay chi tiết cho cả nhà xem về các mặt hàng hoa, chẳng hạn như là hoa thanh xà như thế này rồi. Cả nhà cần trang trí cứ liên hệ với anh Hoa qua hai số hotline 0708999879 hoặc 0767114111. Rồi hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ và tiêm follow cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.